Kính thưa quý vị, chúng tôi tin rằng những giá trị đạo đức cao đẹp sẽ là chìa khóa giúp mỗi chúng ta tìm thấy lời giải cho những khó khăn và trăn trở về cuộc sống. DKN mong muốn gửi đến quý vị những câu chuyện văn hóa, những câu chuyện cổ được lưu truyền từ hàng ngàn năm, đề cao các giá trị đạo đức nhân sinh, giúp chúng ta có được chút bình yên trong biển lớn đầy sóng gió của cuộc sống này. Kính mời quý vị bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị một câu chuyện có tựa đề Tú Tài và người hành khất hành hiếu tích phúc, mang ký ức tiền kiếp chuyển thế cùng Cao Tăng. Hầu hết thế nhân chỉ hiểu những gì trước mắt, vì vậy mà dành cả cuộc đời mình bôn ba lao lực, thăng trầm nơi trần thế. Nhưng một khi biết được tiền kiếp, nhân quả, họ cảm thấy việc trải qua những khổ bi nhân thế sao mà vô vị. Vào thời nhà Thanh, có một viên quan lang trung ngũ phẩm, là người Võ Lâm, tên cũ của Hàng Châu ngày nay, có ký ức từ tiền kiếp. Ông nói với những người khác rằng bản thân mình kiếp trước là một tú tài ở quận Tô, đến năm 60 tuổi vẫn chưa có con, gia cảnh bần hàn, phải dựa vào nghề dạy học, thu nhập chỉ đủ cho hai vợ chồng họ sống qua ngày. Vì nhà nghèo nên cả ba đời tằng tổ phụ mẫu của ông không ai được an táng. Trong tâm ông cảm thấy vô cùng hối tiếc. Do đó, ông đã phát nguyện mỗi đêm đốt một que hương, quy bái thiên thượng, nguyện xin giảm thọ mệnh của chính mình, đổi lấy 100 lượng bạc để an táng tam đại trưởng bối. Như vậy, bản thân khi chết mới có thể nhắm mắt. Ông thành tâm cầu nguyện như vậy trong suốt 5-6 năm, mà kết quả vẫn chưa như nguyện. Sau khi vị tú tài chết, hồn phách xuống đến âm phủ, Diêm Vương nói: "Ngươi là một người con hiếu thảo, nguyện ý giảm thọ để mai táng tằng tổ phụ mẫu của ngươi. Nhưng ngươi không biết là phụ mẫu của ngươi kiếp trước ác nghiệp quá nhiều, do đó ngươi mới tuyệt hậu, không còn nối dõi. Ngươi mấy năm vừa rồi đã rất thành tâm cầu nguyện, nhưng bình sinh bất quá cũng chỉ an phận qua ngày, không có đại công đại đức gì, không đủ để vãn hồi tạo hóa. Nhưng tấm lòng hiếu thảo của ngươi rất đáng kính trọng, do đó ban cho ngồi." Lúc này, hai cánh trái phải cùng báo: "Đứa con đại hiếu thảo đã đến." Diêm Vương ra lệnh mở cửa chính, rồi đích thân đứng dậy nghênh đón. Nhưng chỉ nhìn thấy một người hành khất, tóc dài ngang lưng, khuôn mặt hốc hác, quần áo rách rưới, trên thân nước chảy ròng ròng tiến vào. Nhìn thấy Diêm Vương liền vội quỳ xuống. Diêm Vương tự tay nâng cậu ta lên và sắp xếp chỗ ngồi trước mặt vị tú tài. Diêm Vương hết lời khen ngợi, nhưng người hành khất thì lo sợ bất an. Vị tú tài sinh tâm nghi hoặc, không biết chuyện gì đang xảy ra. Diêm Vương đoán được suy nghĩ của tú tài, quay đầu nói với ông: "Người, đối với việc này có nghi tâm ư?" Cậu ấy là người Trấn Giang, sinh ra trong một gia đình bần cùng, mồ côi cha từ khi còn nhỏ. Mẹ cậu ấy đã mang cậu ấy theo để ăn xin kiếm sống. Từ khi 7-8 tuổi, cậu ấy đã quỳ gối ăn xin để phụng dưỡng mẹ. 7-8 năm sau, mẹ ốm nặng, không đi lại được. Cậu ấy đã cõng mẹ trên lưng, đi xin ăn ngoài chợ. Nhìn thấy họ, mọi người đều sinh tâm trắc ẩn, tìm cách giúp cậu. Nhưng cậu phải cho mẹ ăn trước, rồi mới ăn những gì còn thừa lại. Hơn 10 năm thì mẹ cậu mất. Cậu ấy xin được một chiếc chiếu, chôn bà xuống đất, rồi ném mình xuống sông mà chết. Cậu ấy cả một đời chỉ chuyên hành hiếu đạo, không có chí thú gì khác. Chăm thiện, hiếu vi tiên. Những người sống dưới tầng đáy của xã hội như vậy mà vẫn có thể hành thiện, đủ để cảm động thần linh. Đang lúc nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy đại sảnh đường hồng quang chiếu rọi rực rỡ sắc màu.
tất cả quan binh sảnh trên sảnh dưới đều phủ phục xuống đất. Phán quan mặc áo bào đỏ báo tin thánh tăng đã đến. Diêm Vương cũng đi xuống, quỳ dưới sảnh đường. Chỉ nhìn thấy đám mây ngũ sắc từ trời giáng xuống, bên trong có một vị hòa thượng ung dung đứng giữa. Ông dùng tay nâng Diêm Vương lên và cười nói: "Lão tăng đã tu hành 7 đời mà vẫn phải đi qua cửa này của ngài, không biết lúc nào mới có thể viên mãn trở về thế giới Phật quốc đây." Diêm Vương cung kính nói: "Thánh tăng căn cơ rất lớn, ngày chứng đắc quả vị chắc không quá xa." Hòa thượng nói: "Ta vì có tâm ưu phiền tại nhân gian mà rớt xuống." Diêm Vương liền mời đại hòa thượng ngồi trước công án, bản thân mình đứng sang bên cạnh. Hòa thượng mời ông ngồi, Diêm Vương mới ngồi xuống bên cạnh. Lúc đó Tú Tài và người hành khất đều đang trong đại sảnh. Hòa thượng ngước mắt quan sát xung quanh, tay chỉ vào hai người, nói: "Hai người hiếu thảo kia ơi, xin mời đến tương kiến." Hai người liền tiến lên hành lễ. Vị hòa thượng hợp thập hồi lễ, rồi mời cả hai ngồi xuống. Khi có người dâng trà, hòa thượng nâng cốc nói với hai người: "Uống trà này xong sẽ quên bản tính, nếu không uống sẽ vi phạm luật trời. Lão tăng sẽ dùng pháp lực để giải quyết." Nói xong, để cả hai bưng chén lên phía trước. Hòa thượng mặc niệm chú ngữ, nước trà trong chén tự cạn. Cả ba cùng cạn ly, nói với Diêm Vương rằng mình đã uống xong. Diêm Vương cung kính đáp lễ. Lúc này, một vị phán quan râu dài cầm một cuốn sách lên đọc và nói với Diêm Vương rằng: "Thánh tăng hạ thế cát thời, xin ngay lập tức bước lên thang." Sau đó, một số lính âm phủ mang một chiếc thang ra đặt trước sảnh đường. Diêm Vương thỉnh mời hòa thượng bước lên thang. Hòa thượng nói: "Hai người hiếu thảo kia có duyên với ta, có thể cùng lên." Diêm Vương lập tức ra lệnh sửa sổ phán âm cho hai người đi theo. Theo đó, hòa thượng đi trước, người hành khất đi giữa, Tú Tài theo sau, cùng bước lên thang. Tú Tài lên được vài trăm bậc thang thì ngã xuống vì không đủ sức. Sau tiếng khóc của một em bé sơ sinh, Tú Tài đã biến thành anh Nhi. Tú Tài mở mắt ra thì thấy cha mẹ của anh Nhi rất vui vì vừa sinh được một cậu con trai. Trong đầu Tú Tài có cảm giác nhút nhát, nói thể không ra, chỉ có thể cười và khóc. Năm 3 tuổi, khi thóp đã kín, ông mới có thể nói, liền có thể hồi ức lại những sự kiện của tiền kiếp. Ông biết quỷ thần luôn kính trọng người hiếu thảo, do đó nhất cử nhất động đều tận lực hiếu kính cha mẹ, và cha mẹ cũng yêu thương ông như báu vật. Vì không lãng quên kiến thức kiếp trước, nên năm 6 tuổi ông đã có thể viết thơ làm văn, được mọi người coi là thần đồng. Ông nhập học năm 8 tuổi, trúng cử nhân thi hương năm 13 tuổi, trở thành tiến sĩ ở tuổi 17 và được trao chức chủ sự bộ lễ. Rồi cha mẹ lần lượt qua đời, ông xin bãi quan về nhà thủ tang trong 3 năm liền. Sau khi báo hiếu xong, năm 20 tuổi, ông lấy vợ và phục chức. Sau nghi lễ đại triều vào ngày mùng 1 tháng Giêng năm sau, một thái giám đến gặp quan chủ sự bộ lễ, nguyên là Tú Tài chuyển sinh, thưa rằng: "Một vị hoàng tử có lệnh mời chủ sự vào phủ đêm nay có lời nhắn, còn đưa ông một nha bài để vào vương phủ." Chủ sự rất phân vân, tầm nghĩ, bản thân mình không biết là hoàng tử nào, trong lòng bất an nhưng cũng không dám cự tuyệt. Buổi tối, ông đến vương phủ
sau khi giao nha bài cho thị vệ, liền được dẫn vào gặp hoàng tử. Tướng mạo của hoàng tử giống hệt vị hòa thượng mà ông đã nhìn thấy ở âm phủ. Hoàng tử tươi cười chào ông hỏi: "Cố nhân, còn nhớ chuyện cũ không?" Chủ sự bái chào, nói: "Ai dám quên đại đức của vua tôi?" Hoàng tử ban cho ông ngồi, rồi nói: "Hôm nay, ta ở đại điện đã nhìn thấy ngươi từ xa, dung mạo vẫn như xưa, nên ta phái người tới tìm ngươi nói chuyện cũ. Ngươi, như ngày nay, tuy vinh đăng sĩ đồ, nhưng thế sự phân ưu không thể so sánh với sự an lạc của tu hành. Ta tự chuyển thế mà đến, không ăn thịt, hồi ức lại kinh văn đã thuộc lòng từ kiếp trước, chỉ có thể mặc tụng và chiều theo kinh văn giáo đạo mà làm. Trễ e, cha mẹ chuyển sinh của ta biết chuyện không lý giải được. Nhưng ta thời thời khắc khắc lo lắng bản thân tại nhân gian bị rớt xuống, do đó không dám nghĩ tùy tiện. Hiện tại ta chỉ muốn nhanh nhanh qua đời. Ngươi vì cớ gì mà không vứt bỏ con đường làm quan?" Chủ sự nói: "Đây cũng là tâm nguyện của tôi, nhưng nhà tôi nghèo, con còn nhỏ nên khó thoát khỏi lụy trần tục." Hoàng tử nói: "Việc đó không khó. Còn nhớ người ăn mày hiếu thuận kia không? Ta sẽ để hắn đến giúp người, nhưng dứt khoát đừng nói với người ngoài. Ngươi có thể âm thầm mà làm." Sau đó, viên chủ sự cáo biệt rời đi. Hoàng tử bảo ông không cần đến nữa, dặn ông lấy tu tâm là chính. Sau khi cảm ơn hoàng tử, chủ sự rời vương phủ. Một thời gian, vương quốc Lưu Cầu vào cống thỉnh phong hàm. Hòa thượng ban chiếu chỉ đặc biệt, phái đoàn sứ tiết đi sứ đến vương quốc Lưu Cầu để trao phong hàm. Chủ sự bộ lễ làm trưởng đoàn, ban cho phục sức nhất phẩm. Thế là chủ sự bộ lễ và phó sứ một mạch vượt biển mà đi. Sau khi đến vương quốc Lưu Cầu, quốc vương của vương quốc Lưu Cầu đã đích thân nghênh tiếp. Khi chủ sự nhìn thấy khuôn mặt với mái tóc đã cắt ngắn của quốc vương, trông giống hệt người hành khất kiếp trước. Sau khi vị quốc vương hành lễ nhận phong hàm, liền nắm lấy tay chủ sự và nói bằng tiếng Trung: "Cố nhân, có biết người ăn mày này không?" Nói rồi, ông cười lớn. Viên chủ sự hồi đáp: "Lòng hiếu thảo của đại vương cảm động trời đất. Kiếp này đã làm vua một nước, kẻ hèn mọn như tôi thật không đáng kể." Quốc vương cười nói: "Thiên sứ thượng quốc, sao phải khiêm tốn vậy? Ta hiện tại có một chuyện riêng muốn nhờ ngài. Đợi khi ngài về nước, hãy mang theo 1 vạn lượng vàng. Khi đến Trấn Giang, hãy tìm nơi chôn cất mẹ ta kiếp trước dưới tán dương cây bên sông. Dùng nửa lượng vàng mua quan tài, nhặt xương cốt của mẹ ta chuyển về nơi cao giáo để mai táng. Trước mộ hãy xây 1 ngôi miếu, đồng thời mua 100 mẫu đất, mời tăng nhân đến trụ trì, mỗi năm quét dọn tế lễ, giúp hoàn thành tâm nguyện của ta. Số vàng còn dư ta tặng ngài là để bày tỏ thịnh tình cố nhân. Ta còn chuẩn bị 1 món quà tạ lễ thường quy tặng chính phó thiên sứ, xin đừng từ chối. Vì việc này trước đó đã có lời dặn dò của hoàng tử." Viên chủ sự nhận hết quà mà không từ chối. Sau khi trở về Trung Quốc, viên chủ sự vì công lao hoàn thành công việc nên được thăng lên chức lang trung, đứng đầu 6 bộ. Ông đến bái kiến hoàng tử, mới biết người đã qua đời vào tháng trước. Lúc này, trong nội tâm ông chợt cảm ngộ thế sự hư không, lập tức xin tử quan. Sau đó trước tiên, ông đến Trấn Giang để hoàn thành tâm nguyện của vua Lưu Cầu. Vì tổ bối 3 đời chưa được an táng, nên ông
lại về huyện Tô Châu để thăm viếng quê cũ. Người vợ kiếp trước đã qua đời từ lâu. Trong căn phòng tồi tàn vẫn còn 8 bộ quan tài. Ông hậu táng toàn bộ. Sau khi về nhà, ông đưa cho vợ số vàng mấy chục ngàn lượng còn lại. Nhờ vợ nuôi dưỡng con cái, còn ông thì tìm đến một ngôi chùa thanh tịnh, quy y làm cao tăng trong chùa, thờ phụng Phật đến cuối đời. Hầu hết thế nhân chỉ hiểu những gì trước mắt. Vì vậy mà dành cả cuộc đời mình bôn ba lao lực, thăng trầm nơi trần thế. Nhưng một khi biết được tiền kiếp, nhân quả, họ cảm thấy việc trải qua những khổ bi nơi nhân thế sao mà vô vị. Vì lẽ gì mà lưu luyến hồng trần? Chương trình DKN kỳ này đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.